Kính chào quý vị. Quý vị đang xem chương trình tổng hợp thông tin quốc tế ngày nổi bật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bão Chami càn quét ít nhất 126 người chết và mất tích. Nhiều nơi ở Philippines bị cô lập. Ít nhất 85 người chết, hàng chục người mất tích khi bão Chami càn quét Philippines, chủ yếu do lũ lụt và lở đất do mưa lớn. Ghi nhận từ báo VN Express, sau khi đổ bộ vào Tây Bắc Philippines, bão Chami gây mưa như chút nước, tạo ra các trận lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nghiêm trọng, tàn phá khu vực này, trở thành cơn bão chết chóc nhất, gây thiệt hại nặng nề nhất ở Philippines trong mùa mưa bão năm nay. Cơ quan ứng phó thảm họa Philippines ngày 26 tháng 10 thông báo ghi nhận ít nhất 85 người chết, 41 người mất tích do lũ lụt và lở đất. Số người chết dự kiến tăng cao khi giới chức tiếp cận được các khu vực bị cô lập. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos cho biết một số khu vực ghi nhận lượng mưa tương đương 1-2 tháng chỉ trong 24 giờ, vượt quá khả năng kiểm soát lũ. Đất bão hòa nước mưa gây lở đất ở những vùng trước đây chưa từng sạt lở. Thời tiết quang đãng hơn ở nhiều nơi ngày 26 tháng 10 cho phép giới chức triển khai công tác cứu hộ ở hầu hết các khu vực. Hàng chục cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên cứu hộ cùng 3 máy xúc, chó nghiệp vụ đã tìm được một trong hai người mất tích cuối cùng ở thị trấn Talisay, tỉnh Batangas. Một người đàn ông đã khóc khi nhân viên cứu hộ đặt thi thể vào túi đựng màu đen. Ông chắc chắn nạn nhân là con gái mình, nhưng chính quyền nói cần phải kiểm tra lại để xác nhận danh tính. Tại sân bóng rổ trong nhà ở trung tâm thị trấn, hơn 10 quan tài trắng xếp cạnh nhau. Bên trong là các nạn nhân được tìm thấy trong lớp bùn đất sạt lở ngày 24 tháng 10 ở Talisay. Chính phủ Philippines cho biết có hơn 5 triệu người sinh sống trên đường đi của bão Chami. Gần 500.000 người phải sơ tán đến hàng nghìn điểm trú ẩn ở các tỉnh. Sau khi bão Chami đi qua, Philippines lại chuẩn bị đón cơn bão mới có tên Camrey đang hình thành ở vùng biển phía đông nước này. Đến 4 giờ sáng 27 tháng 10, bão Camrey đang ở cách đảo chính Luzon khoảng 1.195 km với sức gió 65 km/h, giật 80 km/h. Bão Chami đang di chuyển ở giữa Biển Đông, cách Đà Nẵng khoảng 100 km. Giới chức Philippines lo ngại, Chami có thể bị ảnh hưởng bởi bão Camrey và quay ngược lại, tiếp tục gây mưa ở nước này. Loạt trường học ở đảo Luzon vẫn bị đóng cửa, dịch vụ phà giữa các đảo cũng bị đình chỉ, khiến hàng nghìn người mắc kẹt. Khoảng 20 cơn bão lớn tấn công Philippines và vùng biển xung quanh mỗi năm, làm hư hại nhà cửa, cơ sở hạ tầng. Năm 2013, bão Haiyan khiến hơn 7.300 người nước này chết và mất tích, san phẳng nhiều ngôi làng. Giới nghiên cứu cho biết, bão đang ngày càng hình thành gần bờ, tăng cấp nhanh hơn và tồn tại lâu hơn trên mặt đất liền do biến đổi khí hậu. Bốn nước Đông Nam Á hỗ trợ Philippines khắc phục thiệt hại sau bão Chami. Hãng thông tấn Philippines PNA ngày 27 tháng 10 đã đưa ra thông tin quan trọng về sự hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão Chami, tên địa phương là Christine, từ bốn quốc gia Đông Nam Á: Singapore, Brunei, Malaysia và Indonesia. Điều này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết và sự hỗ trợ lẫn nhau trong khu vực, mà còn cho thấy sự nghiêm trọng của tình hình sau bão tại Philippines, nơi đã hứng chịu thiệt hại nặng nề. Phóng viên thông tấn xã tại Singapore dẫn thông báo của Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines thuộc Bộ Quốc phòng nước này, xác nhận rằng các quốc gia Đông Nam Á đã điều động máy bay vận tải đến Philippines nhằm hỗ trợ hoạt động cứu trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cụ thể, một máy bay vận tải C-130 của Không quân Singapore đã đến căn cứ không quân mang tên Đại tá Jesus Villamore ở thành phố Pasay vào tối ngày 26 tháng 10, theo giờ địa phương. Đây là một nỗ lực quan trọng nhằm cung cấp hàng viện trợ nhân đạo đến các cộng đồng bị tổn thất do cơn bão. Ngoài ra, một trực thăng đa năng EC-725 của Không quân Hoàng gia Malaysia cũng đã hạ cánh tại cùng địa điểm trong tối 26 tháng 10. Những máy bay này sẽ đảm nhận vai trò vận chuyển hàng viện trợ và hỗ trợ cho các hoạt động cứu trợ cần thiết tại các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ bão Chami. Trong khi đó, quân đội Philippines đang tích cực huy động thêm phương tiện và nhân lực để hỗ trợ người dân tại vùng Bicol, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Họ đang tăng cường hoạt động cứu trợ tại tỉnh Camarines Sur và đảm bảo hỗ trợ toàn diện cho các đội tìm kiếm cứu nạn đang hoạt động tại nhiều khu vực khác nhau. Quân đội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chính quyền địa phương và các cơ quan chính quyền quốc gia để tiến hành các hoạt động cứu hộ và cứu trợ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể.
Theo số liệu cập nhật từ Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Philippines, tính đến sáng 27 tháng 10, số người thiệt mạng do bão Chami đã tăng lên 90, trong khi ít nhất 36 người vẫn đang mất tích, có thể do bị lũ cuốn trôi hoặc bị vùi lấp trong các vụ sạt lở đất. Cơn bão đã ảnh hưởng đến hơn 5,7 triệu người tại 16 vùng và gây thiệt hại cơ sở hạ tầng ước tính lên tới 825 triệu peso, khoảng 14 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, thiệt hại về nông nghiệp đã lên tới hơn 1,43 tỷ peso, 24,5 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Philippines đã ban bố tình trạng thảm họa đối với 84 thành phố và thị trấn, cho thấy sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại. Mỗi năm, Philippines phải đối mặt với khoảng 20 trận bão lớn đổ vào nước này hoặc các vùng biển xung quanh, gây ra thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa, cơ sở hạ tầng và làm nhiều người thiệt mạng. Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng các trận bão ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang ngày càng hình thành gần bờ biển hơn, mạnh lên nhanh chóng và kéo dài hơn trên đất liền do tác động của biến đổi khí hậu. Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tương lai. Ngập lụt dữ dội do bão Chami ở Philippines. Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines OCD ngày 22 tháng 10 kích hoạt phản ứng khẩn cấp tại 7 khu vực để ứng phó với những tác động tiềm tàng của bão Chami. Theo đài ABS-CBN News, 7 khu vực vừa nêu gồm khu hành chính Cordillera, CAR, thung lũng Cagayan, Trung Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol và Đông Visayas. Tất cả những nơi đó đều được xác định là những khu vực có nguy cơ cao. Người phát ngôn của OCD, ông Edgar Posayas cho biết những khu vực vừa liệt kê được sơ tán trước. Ngoài ra, các đội phản ứng nhanh và các nguồn lực bổ sung cũng sẽ được triển khai đến những khu vực này. Đương nhiên là tất cả lực lượng chức năng và quan chức phải túc trực để kịp thời ứng phó với lũ lụt lở đất. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines, PAGASA, đưa ra cảnh báo lốc xoáy ở nhiều nơi trên đảo Luzon, quần đảo Dinagat, tỉnh Đông Sama và tỉnh Bắc Sama thuộc vùng Đông Visayas. Cảnh báo gió giật hiện cũng có hiệu lực đối với bờ biển phía Bắc và phía Đông của Luzon, khiến hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại các cảng biển. Tại cảng Bắc ở thành phố Manila, một tàu chở hơn 600 hành khách dự kiến khởi hành đến Iloilo, bang Colop và Cagayan lúc 14 giờ chiều ngày 22 tháng 10 đã bị hủy. Do tình hình diễn biến phức tạp, nhiều hành khách bị mắc kẹt đã quyết định tìm nơi trú ẩn tại một số quầy hàng. Ngập lụt dữ dội do bão Chami ở Philippines là những hình ảnh được đăng tải liên tục trên các trang mạng trong thời điểm này. Ở đô thị Delgalego tại tỉnh Camarines Sur, các phương tiện nối đuôi nhau khi cảnh sát và các trạm kiểm soát quân sự chặn đường. Tính đến 20 giờ 50 phút ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương, hầu như toàn bộ thành phố Naga ở tỉnh Camarines Sur bị ngập lụt do mưa lớn liên tục và gió mạnh do bão Chami, tên địa phương là bão Christine. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển ước toán hơn 33,5 triệu người có thể bị ảnh hưởng do bão Chami. Ngoài ra, số lượng các phường Barangay, đơn vị hành chính nhỏ nhất của Philippines, dễ bị lở đất và lũ lụt đã tăng lên 21.213, theo báo cáo mới nhất của Cục Mỏ và Khoa học Địa chất. Vào lúc 16 giờ chiều ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương, bão Chami nằm cách đô thị Daet, tỉnh Camarines Nor, 390 km về phía đông, sức gió duy trì tối đa 75 km/h, gió giật lên tới 90 km/h. Con số này tăng nhẹ so với các dự báo trước đó. Cơn bão này có khả năng đạt sức gió cực đại 80 km/h. Bão Chami đang di chuyển về phía tây tây bắc với tốc độ 15 km/h. Theo PAGASA, bão Chami sẽ di chuyển theo hướng tây bắc cho đến khi đổ bộ lên tỉnh Isabela, vùng thung lũng Cagayan ở Luzon, hoặc phía bắc tỉnh Aurora, vùng trung Luzon vào tối ngày 23 tháng 10 hoặc sáng sớm ngày 24 tháng 10. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Đừng quên ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký theo dõi kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Chúng tôi liên tục cập nhật thông tin nổi bật ở các khung giờ trong ngày để phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.